Hướng dẫn cách định khoản phải thu khác tài khoản 138. Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu khác 138. Tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu 131, 133, 136 và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này. Nội dung và phạm vi phản ánh. Nội dung và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau: 1. Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý. 2. Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể trong và ngoài đơn vị gây ra như mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hóa, tiêu tốn đã được xử lý bằng bồi thường. 3. Các khoản cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời, không lấy lãi. 4. Các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, chi dự án, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi sản xuất, kinh doanh nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thu hồi. 5. Các khoản đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, chi hộ cho đơn vị ủy thác xuất khẩu về phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển, bốc vác. 6. Các khoản phải thu phát sinh khi cổ phần hóa công ty nhà nước như chi cổ phần hóa, trợ cấp cho lao động, thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tạo lại lao động trong doanh nghiệp cổ phần. 5. Tiền lãi, cổ tức lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính. 8. Các khoản phải thu khác ngoài các khoản trên. Bên nợ, giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết. Phải thu của cá nhân, tập thể trong và ngoài đơn vị đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay. Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi cổ phần hóa công ty nhà nước. Phải thu về tiền lãi, cổ tức lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư tài chính. Các khoản nợ phải thu khác. Bên có kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào tài sản liên quan và các tài sản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý. Kết chuyển các khoản phải thu về cổ phần hóa công ty nhà nước. Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải thu khác. Số dư bên nợ, các khoản nợ phải thu khác chưa thu được. Tài khoản này có thể có số dư bên có. Số dư bên có phản ánh số đã thu nhiều hơn số phải thu. Trường hợp cá biệt trong chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Tài khoản 138 phải thu khác có 3 tài khoản cấp 2. Tài khoản 1381, tài sản thiếu chờ xử lý, phản ánh giá trị tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân còn chờ quyết định xử lý. Về nguyên tắc, trong mọi trường hợp phát hiện thiếu tài sản phải truy tìm nguyên nhân và người phạm lỗi để có biện pháp xử lý cụ thể. Chỉ hạch toán vào tài khoản 1381 trường hợp chưa xác định được nguyên nhân về thiếu, mất mát, hư hỏng tài sản của doanh nghiệp, phải chờ xử lý. Trường hợp tài sản thiếu đã xác định được nguyên nhân và có biện pháp xử lý ngay trong kỳ thì ghi vào tài sản liên quan, ghi vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua tài khoản 1381. Tài khoản 1385 phải thu về cổ phần hóa, phản ánh số phải thu về cổ phần hóa mà doanh nghiệp đã chi ra như chi cổ phần hóa, trợ cấp cho lao động, thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tạo lại lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.
tài khoản 1388 phải thu khác, phản ánh các khoản phải thu của đơn vị ngoài phạm vi các khoản phải thu phản ánh của các tài khoản 131, 133, 136, tài khoản 1381, 1385 như phải thu các khoản cổ tức nợ nhuận tiền lãi, phải thu các khoản bồi thường do làm mất tiền, tài sản. Hướng dẫn định khoản hạch toán một số nghiệp vụ kế toán phát sinh chủ yếu liên quan đến tài khoản 138. 1. Tài sản cố định hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện thiếu, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1381 giá trị còn lại của tài sản cố định. Nợ tài khoản 214 hao mòn tài sản cố định, giá trị hao mòn. Có tài khoản 211 tài sản cố định hữu hình nguyên giá. Đồng thời ghi giảm tài sản cố định hữu hình trên sổ kế toán chi tiết tài sản cố định. 2. Tài sản cố định hữu hình dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc hoạt động phúc lợi, phát hiện thiếu, thừa, thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi giảm tài sản cố định. Nợ tài khoản 214 hao mòn tài sản cố định, giá trị hao mòn. Nợ tài khoản 466 nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định, giá trị còn lại tài sản cố định dùng cho hoạt động sự nghiệp dự án. Nợ tài khoản 4313 quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định, giá trị còn lại tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi. Có tài khoản 211 tài sản cố định hữu hình nguyên giá. Đồng thời phản ánh phần giá trị còn lại của tài sản thiếu chờ xử lý, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1381. Có tài khoản 431 quỹ khen thưởng phúc lợi tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi. Có tài khoản 338 phải thu phải nộp khác tài sản cố định dùng cho hoạt động sự nghiệp dự án. 3. Trường hợp tiền mặt tồn quỹ vật tư hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1381. Có tài khoản 111 tiền mặt. Có tài khoản 152 nguyên liệu vật liệu. Có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. Có tài khoản 155 thành phẩm. Có tài khoản 156 hàng hóa. 4. Khi có biện pháp xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý ghi nợ tài khoản 334 phải trả người lao động số bồi thường trừ vào lương. Nợ tài khoản 138 phải thu khác 1388 phải thu khác phần bắt bồi thường. Nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán, giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu hồi, sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý. Nợ các tài khoản liên quan theo quyết định xử lý. Có tài khoản 138 phải thu khác 1381 tài sản thiếu chờ xử lý. 5. Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, khi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1388 phải thu khác số phải bồi thường. Nợ tài khoản 134 phải trả người lao động số bồi thường trừ vào lương. Nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán, giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số bồi thường theo quyết định xử lý. Có tài khoản 621 chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp. Có tài khoản 627 chi phí sản xuất chung. Có tài khoản 152 nguyên liệu vật liệu. Có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. Có tài khoản 155 thành phẩm. Có tài khoản 156 hàng hóa. Và có tài khoản 111 tiền mặt. 8. Các khoản cho vay, cho mượn vật tư,
tiền vốn tạm thời và các khoản phải thu khác, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1388, có tài khoản 111 tiền mặt, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, có tài khoản 152 nguyên liệu vật liệu, có tài khoản 153 công cụ dụng cụ. 7. Khi đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, chi hộ cho bên ủy thác xuất khẩu các khoản phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển bốc vác, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác 1388 tổng giá thanh toán, có tài khoản 111, 112. 8. Định kỳ khi xác định tiền lãi phải thu và số cổ tức lợi nhuận được chia, ghi nợ tài khoản 111, 112 số đã thu được tiền, nợ tài khoản 138 phải thu khác 1388, có tài khoản 515 doanh thu hoạt động tài chính. 9. Khi được đơn vị ủy thác xuất khẩu thanh toán bù trừ các khoản đã chi hộ, kế toán đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu ghi nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán, có tài khoản 138 phải thu khác 1388. 10. Khi thu được tiền của các khoản nợ phải thu khác, ghi nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, có tài khoản 138 phải thu khác 1388. 11. Đối với doanh nghiệp nhà nước, khi có quyết định xử lý phải thu khác không có khả năng thu hồi, ghi nợ tài khoản 111 tiền mặt, số bồi thường của cá nhân tập thể có liên quan, nợ tài khoản 334 phải trả cho người lao động, số bồi thường trừ vào lương, nợ tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi nếu được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi, nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp nếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh, có tài khoản 138 phải thu khác 1388 phải thu khác. Đồng thời ghi đơn vào biên nợ tài khoản 004 nợ khó đòi đã xử lý, tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. 12. Khi các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản phải thu khác, khi các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản phải thu khác đang được phản ánh trên bảng cân đối kế toán cho công ty bán mua bán nợ, ghi nợ tài khoản 111, 112 số tiền thu được từ việc bán khoản nợ phải thu, nợ tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi, số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi, nợ các tài khoản liên quan, số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thu được từ bán khoản nợ và số được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chính sách tài chính hiện hành, có tài khoản 138 phải thu khác 1388. 13. Khi phát sinh chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ghi nợ tài khoản 1385 phải thu về cổ phần hóa chi tiết chi phí cổ phần hóa, có tài khoản 111, 112, 152, 331. 14. Khi thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc do chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, ghi nợ tài khoản 1385 phải thu về cổ phần hóa, có tài khoản 111, 112. 15. Khi chi trả các khoản về hỗ trợ đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa để bố trí công việc làm mới cho công ty cổ phần, trong công ty cổ phần, ghi nợ tài khoản 1385 phải thu về cổ phần hóa, có tài khoản 111, 112, 331. 16. Khi kết thúc quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải báo cáo và thực hiện quyết toán các khoản chi về cổ phần hóa với cơ quan quyết định cổ phần hóa.
tổng số chi phí cổ phần hóa, chi trợ cấp cho người lao động. Chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc, chi hỗ trợ đào tạo lại người lao động được trừ vào số tiền thu bán cổ phần thuộc vốn nhà nước thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ghi nợ tài khoản 3385 phải trả về cổ phần hóa. Chi tiết phần tiền thu bán cổ phần thuộc vốn nhà nước có tài khoản 1 có tài khoản 1385 phải thu về cổ phần hóa. 17. Các khoản chi cho doanh nghiệp sự nghiệp, các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi sản xuất kinh doanh nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi, ghi nợ tài khoản 138 phải thu khác, có tài khoản 161, 241, 641, 642. Mời các bạn hãy nhấn đăng ký và hiển thị thêm. Ngoài ra các bạn có thể nhấn vào tên của kênh này để xem thêm nhiều video nữa.